Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Hai người bị kẹt trong hang sâu tại Bắc Cạn. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được khu vực hai người bị mắc kẹt trong một hang sâu tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Trước đó, vào ngày 8 tháng 12, ông HVD sinh năm 1977, ngụ tại huyện Chợ Đồn và ông TVH sinh năm 1980 đã vào một hang sâu khoảng 400 mét tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi để tìm khoáng sản. Tuy nhiên, tại vị trí cách miệng hang chừng 220 mét đã bất ngờ xảy ra sạt lở khiến hai nạn nhân bị kẹt phía trong. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Triều, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, tại khu vực cửa hang, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm phương án nhanh nhất tiếp cận vị trí có người bị nạn. Hiện, việc cứu hộ nạn nhân đang gặp khó khăn do lòng hang hẹp, ngập nước, nhiều chỗ chỉ một người chui lọt. Trước đó, ông Hoàng Duy Trinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn và ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tới hiện trường chỉ đạo và động viên lực lượng cứu hộ. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các đơn vị nỗ lực hết sức tìm giải pháp tối ưu để giải cứu người bị nạn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.